vô cớ xâm phạm bồng lai của ta, các ngươi là kẻ nào? Nam nhân trung niên cầm đầu hỏi, đây chính là bồng lai giáo chủ, là một vị đại năng tuyệt đỉnh, có đủ tư cách để bế nghệ thiên hạ. Ta là chúa tể thiên đình, nghe nói muốn lập giáo ở trung thổ thì cần phải được bồng lai đồng ý thì mới được, bởi vậy mới không ngại đường xa vạn dặm để đặc biệt đến thỉnh giáo. Diệp Phạm nói khi các vị hiền giả thời thượng cổ rời đi trước kia từng để cho bồng lai chúng ta thủ hộ nhân gian không muốn để xảy ra biến cố gì các ngươi dám dùng cái tên thiên đình này thì đã vi phạm vào thiên điều rồi bồng lai giáo chủ trầm giọng nói lòng mã không thèm quan tâm nói bổn tọa chưa từng nghe nói qua mấy thứ thiên điều này là do kẻ nào đặt ra vậy chiếm nhất phàm cũng nói chưa hiền thượng cổ để cho các ngươi thủ hộ nhân gian vậy thì các ngươi cứ tiếp tục mà thủ hộ đi còn chuyện sư phụ của ta lập giáo, tại sao lại còn phải cần các ngươi cho phép thì mới được, nhúng tay tới tận mức này, thì không khỏi quá là ư ngạnh đi. Trưởng bối đang nói chuyện, làm sao tới lượt một đám hậu bối như ngươi sen mồm vào. Một người có thân phận không thấp của bồng lai lên tiếng khiến trách, đối diện là một mảnh tinh kỳ phấp phới, đại quân đông nghìn nghịt, hiển nhiên là bồng lai đã thực sự tức giận rồi. Có một người khác dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua, lên tiếng ngay cả một con tọa kỵ mà cũng dám nói loạn còn có quy cũ gì nữa hay không diệp phàm rất tự giác xuống ngựa hắn biết con thần câu nóng tính này khẳng định là muốn nổi báo rồi quả nhiên không nằm ngoài hắn dự đoán lòng mã thét dài một tiếng hai vó trước dựng thẳng lên hóa thành một luồng lửa nóng vừa lao tới vừa cầm lên ta đạp nát phổi ngươi phộng thật là đáng thương cho vị cường già kia vừa mới khiến trách con tọa kỵ kia dám nói loạn, không có quy củ, thì ngay lập tức bị một chân to bằng cái chậu rửa mặt của Long Mã đập thẳng vào người, đánh cho cả lá phổi cũng vãng ra ngoài. Long Mã phát uy, xông vào đạp loạn, đánh nát hết tất cả đại kỳ tại đây, liên tiếp đạp cho hai mươi mấy ngọn núi biến thành bột mịn, những nơi nó đi qua thì trời đất rung động như sắp sụp xuống. Sấm chớp liên tục vang lên, một biển lửa như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Đây là một con thụy thú, nó càng phát uy, thì các loại thiên địa dị tượng đều hiện ra, cộng thêm pháp lực bản thân của nó rộng lớn như biển, tất nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Những người này đều bị nó đánh cho kinh hãi. Đột nhiên, một tiếng quát khẽ truyền ra, trên đầu bồng lai giáo chủ vọt lên một luồng thần quang năm màu, một gốc bảo thụ từ trong thiên linh cái của hắn lao ra, phủ xuống hàng ngàn, hàng vạn luồng sáng chói, đánh về phía lòng mã, thanh uy ầm ầm rung động, giống như cầu vòng che phủ mặt trời. Nhiệt xúc dám đến bồng lai dương hoai, giờ chết của người đã đến rồi. Đây là một gốc thánh thủ, chính là binh khí do thánh nhân thượng cổ luyện chế thành, có được uy lực cực lớn, giống như có một thánh nhân viễn cổ đột nhiên sống lại vậy. Lòng mã mặc dù là vương giả tràm đạo thì cũng không dám cứng trọi cứng với thánh binh, bởi vì chênh lệch quá lớn. Một khi thành thánh, thì tất cả chúng sinh, bao gồm cả các vương giả, sẽ đều như những con kiến mà thôi, căn bản không phải là địch thủ lòng má có tốc độ cực nhanh, hóa thành một luồng lửa sông ra ngoài, trốn tránh khỏi uy áp cuồn cuộn mãnh liệt của thánh nhân, nhưng gốc thánh thụ kia vẫn vẽ ra một luồng thần quang năm màu, tiếp tục quét xuống. Diệp Phàm không thể không ra tay, trong tay hắn xuất hiện một mũi hắc tiễn, dùng sức vung một cái, một luồng sáng màu đen lao vút ra, hóa thành một hải dương màu đen, mênh, mông mãnh liệt, lao ra ngoài, ầm. Thần quang năm màu kia bay tán loạn, gốc thánh thụ kia đập ngược trở về. Hơn nữa bồng lai giáo chủ còn bị đánh vãng đi, miệng mũi phun ra đầy máu, đây vẫn còn là kết quả do Diệp Phàm lưu tình. Mời thiên tôn xuất thế, trấn sát yêu nghiệt. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới những kẻ đến xâm phạm lại khủng bố như vậy. Rất nhiều người hướng về phía chỗ sâu trong dãy núi đang có các luồng sáng huy hoàng phát ra kia mà lớn tiếng gọi. Phía xa, các ngọn núi lớn âm ầm rung động, tất cả các ngọn núi này đều đang di chuyển rất nhanh lui về phía hai bên, lộ ra một tòa đạo đài cực lớn. Nó được bao phủ bởi từng quầng sáng nối tiếp nhau. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, tòa đạo đài kia rất thần bí, tổng cộng chia ra năm màu, chất liệu của nó giống như đúc với tòa ngũ sắc tế đàn. Hơn nữa, đại đạo lại đang cộng minh, các luồng sáng giống như những con chân long đang loái lên, các luồng tiên huy hóa thành phượng hoàng đang bay múa, cực kỳ thần bí khó lường từng luồng sáng thần thánh tràn ngập nơi này, khiến cho cả một khu vực kia hóa thành một vùng trói lọi, có một người giống như một vị thần đang ngồi ngay ngắn ở trên tòa đạo đài này. Đại đạo Cộng Minh, các luồng tiên huy hóa thành chân long và phượng hoàng, chấn động cả trời cao, hàng ngàn vạn tia sáng tường hòa phát ra, trên tòa đạo đài kia là một mảnh rực rỡ. Một nam nhân trung niên được các cuồng sáng bao phủ, lúc này mới đứng thẳng lên, hắn có mái tóc đen rậm rạp, ánh mắt rất trong sáng, chưa nói tới việc oai hùng cỡ nào nhưng hắn đã có một loại khí chất rất yêu dị, giống như một ma thai chuyển thế, khiến người ta không tự chủ được phải kính sợ. Khách quý đến nhà, không tiếp đón từ xa được. Ngoài dự đoán của mọi người, bồng lai thiên tôn vẫn chưa ra tay, ngược lại còn mang vẻ mặt ôn hòa, từ trên tòa ngũ sắc đạo thai kia từng bước đi xuống dưới. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt mọi người, lòng mà khẽ cảnh giác trong lòng, đại pháp thuật này có thể một bước đi hơn 10 dặm, người bình thường tuyệt đối không thi triển ra được nam nhân trung niên này có thực lực khiến cho người ta phải kiêng kỵ hắn là trảm đạo giả không hề nghi ngờ gì nữa hơn nữa nếu mà không đoán sai thì nhất định đây là một vị vương giả đại thành là người mạnh nhất mà diệp phàm nhìn thấy trên địa cầu từ trước đến giờ bồng lai thiên tôn tuy rằng đã ẩn giấu đi khí tức nhưng uy thế của hắn vẫn được truyền ra ngoài thông qua một loại khí chất tới cảnh giới cỡ diệp phàm rồi thì có thể cảm ứng được nhận ra bản chất của nó đây là một người từ thời thượng cổ nếu không thì hắn cũng sẽ không có tu vi bực này được, vương giả đại thành bất kể ở nơi nào thì đều được xưng là cao thủ của nhân tộc. Ngày nay ở trên địa cầu này hắn được coi là là đệ nhất cao thủ thì cũng không khác gì nhiều. Ánh mắt người này giống như những vì sao, có một loại lực lượng thần bí, có lẽ là đã tu luyện bản thiên thư kia tới một cảnh giới làm cho người ta sợ hãi, mái tóc đen của hắn rối tung, không giận mà uy bồng lai ngăn cách với bên ngoài đã nhiều năm không đi lại ở ngoài khiến cho một vài đệ tử có tâm tính kích động để cho mấy vị đạo hữu chê cười rồi thiên tôn rất khách khí và hiền hòa căn bản không hề có ý định động thủ hắn mới vừa xuất quan đầu tiên là trách cứ các đệ tử để cho bọn họ thu hồi binh khí lại linh đón khách quý hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đám người diệp phàm nếu đối phương đã khách khí như vậy bọn họ cũng không thể tiếp tục hưng binh vấn tội được nữa ngay cả Long Mã cũng chỉ đánh ngượng ngùng thu tay lại, trả lại gốc ngụ sắc bảo thụ kia cho bồng lai giáo chủ. Nói thật, nó một trăm lần không vui chút nào, đây chính là một kiện pháp khí của thánh nhân, bị Diệp Phàm dùng hắc tiện đánh rơi, vừa lúc bị nó đoạt được, yêu thích không nỡ buông tay. Một hồi đại chiến lại bị tiêu tan trong vô hình, không khí khẩn trương cũng tan đi, đám người Diệp Phàm bước vào trong tiên môn, nơi này có các chữ viết và tượng Phật san sát nhau trên vách núi. Các ngọn núi đẹp đã nối tiếp nhau, các góc thần đang quấn quanh từng luồng sáng hiền hòa rực rỡ phát ra cổ rực tỏa mùi thơm còn có tiên hạc đang bay múa linh tuyến dốc rách chảy ánh sáng nhiều màu chiếu rọi quả nhiên là một vùng tịnh thổ đám con cháu của bồng lai này cũng cực kỳ không cam lòng đã nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu có người dám đánh tới tận cửa ngựa đạp bồng lai một con lòng mã đã san bằng cả sân môn đạp đổ mấy chục ngọn núi lớn làm cho bọn họ vô cùng khó chịu Tiên lộ gập ghềnh, có rất nhiều đau khổ, tâm tính càng trở nên quan trọng hơn, đây là sơ sót của ta, nhiều năm như vậy mà chỉ lo bế quan tu luyện đạo của bản thân, không nghĩ tới vài tiên đệ tử không nên thân lại kiêu ngạo tới mức này. Bồng lai thiên tôn không chút lưu tình nào của trách mấy vị đệ tử cấp đại năng, nói cho mấy người này mặt mũi đỏ bừng, ngay cả một câu cũng không dám phản bác. Vì sao các ngươi dám đắc tội diệp đạo huynh? lãng tiêu đi trung thổ một chuyến nói là có một giáo phái thu thập niệm lực của chúng sinh tự xưng là thiên đình nên đã ra tay trừng trị bồng lai giáo chủ nói cái gọi là lãng tiêu chính là tiểu thiên tôn cũng là hậu nhân dòng chính của vị vương giả đại thành trước mắt này có được thân phận không tầm thường nếu không thì cũng sẽ không được người ta che chở như thế sau khi thiên tôn nghe xong gật gật đầu nói Diệp Đạo Huynh không nên chấp nhặt cùng với đứa nhỏ này, bọn họ tới gần cả trăm năm mới được đi ra bên ngoài, căn bản không biết gì về trung thổ, mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Trẻ tuổi khí thịnh, kiểu gì thì cũng sẽ làm ra một chút việc theo cảm tính. Diệp Phàm có thể nói gì nữa, mọi người đều đã nói tới mức này rồi, hơn nữa Long Mã đã sớm ra tay, đạp cả một đám người kia thành trọng thương. Vị tiểu thiên tôn kia lại thiếu chút nữa đã bị chém làm hai đoạn, dù sao thì cũng không thể tiếp tục khi người quá mức được. Tiếp theo, bọn họ trò chuyện với nhau rất hòa hợp, thảo luận về đạo thuật. Vị thiên tôn này nói ra không ít tâm đắc khi tu luyện, đều bàn luận về các kinh nghiệm của nhau. Tu Vi đã đạt tới cảnh giới này rồi, mặc dù là trong thời kỳ thượng cổ, thì hắn cũng là một nhân vật khó lường. Dù sao thì thời kỳ kia tuy có chư tử thánh hiền đang còn tồn tại, nhưng cũng có không ít khách nhân đến từ vực ngoại, đều không phải là người sinh ra tại đây chân chính. Diệp Phàm cảm giác vô cùng bội phục, người này có đạo thuật siêu tuyệt pháp môn tu luyện cũng có chỗ độc đáo, có thể đi đến bước này. Trở thành một vương giả đại thành thì tuyệt đối là hạng người thiên tư chắc tuyệt. Bồng Lai Thiên Tôn nói thẳng, lập giáo thì có thể, nhưng cái tên thiên đình thì quả thật là có chút phạm húy. Năm đó ngay cả chư hiền thượng cổ cũng đều là ra sức tránh đi. Không muốn dính tới hai chữ này, sợ gây ra tai họa. Hắn thiện ý nhắc nhở, trong thiên điều bất thành vãn thời thượng cổ thì quả thật có quy định như vậy, tránh được thì nên tránh nếu không sau này nói không chừng lại nảy sinh ra phiền toái gì đó cũng nên ồ còn có chuyện này nữa sao chẳng lẽ cái tên thiên đình vào thời cổ cũng trở thành cấm kỵ ư tại vực ngoại có người đang quản chuyện này hay sao diệp phàm hỏi không nói rõ được nói ra không hay đối với một vài thứ chúng ta vẫn nên có chút kinh sợ trong lòng thì tốt hơn thiên tôn nói như vậy diệp phàm gật đầu rồi sau đó hỏi chuyện về ngũ sắc tế đàn. Đây mới là chuyện mà hắn quan tâm nhất, hắn muốn tìm ra một cổ lộ có thể đi thông vào chỗ sâu trong tinh không. Phía xa, tòa ngũ sắc đạo thai kia tràn ngập ánh sáng nhiều màu, có khí tức đại đạo đang lượn lờ, loại chất liệu này ở đây tuyệt đối không có. Mà chúng là vật liệu đá đặc biệt dùng để xây dựng tinh vực tế đàn. Thiên tôn thời dài, thánh hiền thượng cổ rời đi, lại không lưu lại tọa độ trong tinh không, tuy rằng tại một vài mật địa còn có ngũ sắc tế đàn nhưng hậu nhân lại căn bản không biết mở ra như thế nào cả. Vốn cũng không có người nào đi thăm dò hay sao. Diệp Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định, thiên tôn thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía ngu sắc đạo thai phía xa, rồi sau đó nói. Những mật địa kia đều rất nguy hiểm, không giấu gì đạo huynh, ta thật ra cũng biết một chỗ, tòa đạo đài này chính là lấy ra từ trong nơi đó, đáng tiếc thực lực của ta có hạn, không thể xâm nhập sâu hơn nữa. Ồ, còn có một nơi như vậy hay sao? Thiên Tôn có thể nói rõ cho ta biết được không? Để cho ta đi nhìn qua một chút. Bồng lai Thiên Tôn gật đầu, đương nhiên không có khả năng lập tức đi luôn. Lệ tiết là không thể thiếu được, liền mời bọn họ uống linh trà. Diệp phẳng cưỡi long mã mà đi, khiến cho bồng lai Thiên Tôn rất chấn động. Sau khi hỏi một phen, mới biết được nó đến từ côn lôn, khiến cho đôi mắt hắn liên tục lóe lên những tia sáng kỳ dị, liên tục tán thưởng không biết hai tòa tiên sơn hải ngoại khác có những người nào. Diệp phàm hỏi, Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu là ba tiên sơn tại hải ngoại, danh khí rất lớn, từ xưa đã được lưu truyền, trong dân gian trước khi nói tới Côn Lôn thì phần lớn đều biết đến Bồng Lai. Tại Phương Trượng và Doanh Châu thì đều có cao thủ tọa chấn, nếu như nhắc tới tổ tiên bọn họ, ta nghĩ Diệp Đạo Huynh có thể đã từng được nghe qua rồi. Thiên Tôn mỉm cười nói. Vậy sao? Mong Đạo Huynh nói rõ. Diệp Phàm thỉnh giáo. Trên phương trượng Tiên Sơn có hậu nhân của Bánh Tổ, mà trên doanh châu Tiên Sơn thì có hậu nhân của Từ Phúc. Diệp Phàm nghe được, lập tức kinh ngạc, lộ ra dị sắc, hai người này đều là các luyện khí sĩ đại danh đỉnh đỉnh, trong sách cổ đều có ghi lại. Thực lực bản thân của Từ Phúc cũng không phải quá mức cao thâm, nhưng mà lại từng vì thủy hoàng đế mà đi tìm bất tử dược, dẫn theo vài đồng nam và đồng nữ rời bến, được ghi trong sách sử. Theo lời của Bồng Lai Thiên Tôn, cuối cùng hắn đi tới doanh châu nhưng lại không tìm được bất tử dược vì vậy liền không trở về nữa một người con nối dòng của hắn có thiên tư bất phàm chiếm được truyền thừa của doanh châu tiên sơn đến nay vẫn còn sống ở trên đảo có quyền đưa ra các quyết sách nhất định bành tổ là luyện khí sĩ nổi tiếng thời tiên tần khi nhắc tới trường thọ thì tất sẽ nói tới hắn trong các loại sách cổ của đạo giáo đều có đề cập còn có suy luận cho rằng hắn có thể đoạt được tàn quyết của bí quyết chữ giả trong cửu bí, vì vậy có được thuật dưỡng sinh có một không hai. Hậu nhân của hắn rời bến, cuối cùng đi tới phương trượng Tiên Sơn, lập nên một trong mấy đại truyền thừa tại đây, địa vị vô cùng quan trọng. Mọi người đều nói rằng ba Tiên Sơn tại hải ngoại có bất tử dược, không biết có phải là thật hay không. Lòng mã lên tiếng, thu hồi sự nóng tính của mình, thể hiện ra một chút bộ dáng của thủy thú. Từ xưa vẫn truyền lưu như vậy, nhưng ai cũng không được nhìn thấy ta nghĩ cho dù có thì cũng đã bị thượng cổ thánh hoàng mang đi từ lâu rồi tiến vào trong tinh không vô ngần rồi thiên tôn lắc đầu nói bồng lai phương trượng doanh châu là ba tòa tiên sơn tại hải ngoại trong thời kỳ thượng cổ cực kỳ nổi tiếng có rất nhiều thánh hiền thường xuyên lui tới để lại rất nhiều đạo thống tuy nhiên từ sau khi thiên địa biến đổi rất nhiều đạo thống đều đã rút lui đi tuy rằng linh khí trên ba tiên sơn vẫn chưa bị mất đi nhưng cũng không còn có thêm mới nữa. Số lượng đạo thống không còn đủ một hành như khi xưa. Cuối cùng, thiền tôn tự minh dẫn đường, đưa Diệp Phàm tới một vùng hải vực, đi xuống lòng nước, tiến vào trước một vùng hải cung, nơi này là một mảnh hoang vắng. Tôm cá cũng không dám bơi tới đây. Đây là long cung thượng cổ hay sao? Đám người trường thanh dương kinh hãi, dãy cung điện này cũng vô cùng rộng rãi, mặc dù ngày nay đã có chút sụp đổ, nhưng những huy hoàng ngày xưa vẫn có thể được nhận ra tất cả đều là các cây cột khổng lồ bằng ngọc thạch không khác gì một thiên cung cả không gian nơi đây rất rộng lớn nối tiếp nhau thành dãy trong những năm tháng dài dòng vẫn có không ít cung điện cổ còn hoàn hảo rất to lớn phát ra ánh sáng trong suốt tản ra bảo quang tại chỗ sâu nhất trong phiến cung điện dưới biển này thiên tôn ngừng bước nói phía trước rất nguy hiểm không thể tiến lên ta chỉ có thể đưa tới đây mà thôi ngay tại phía trước có một dãy cung điện trong suốt như thủy tinh, ở chỗ sâu trong đáy biển phát ra ánh sáng rạng rỡ, nở rộ các luồng sáng huy hoàng, giống như một dãy cung điện của thần. Các cây cột tại đây vô cùng lớn, bảo điện mang khí thế cuồn cuộn mãnh liệt, chiếu rọi khiến người ta không mở hai mắt ra được. Tại giữa của dãy cung điện liên miên không dứt này, có một ngọn núi đá năm màu, giống như một nấm mồ, đứng sừng sững tại trung ương, được rất nhiều cung điện cổ vây quanh. Thiền Tôn nói rằng ngũ sắc đạo thai của hắn chính là lấy được tại nơi này, lúc ấy hắn phải mất một phen tâm lực rất lớn, hao phí thời gian rất lâu thì mới thành công. Dặn Diệp Phàm khi đi vào thì nhất định phải cẩn thận, vạn vật mậu khí đỉnh phun ra nuốt vào các giải tơ thần lực, Diệp Phàm thu hết các đệ tử vào trong, sau đó giao cho lòng Mã, đồng thời lại lấy ra một mũi hắc tiễn, lưu cho nó bảo vệ bản thân. Người không cần quay về bồng lai, cẩn thận một chút, bảo hộ bọn họ cho tốt, chờ ta đi ra diệp phàm dặn dò lòng mã tất nhiên là không cam lòng địa phương này khẳng định có bí bảo mặc dù rất nguy hiểm nhưng lại đáng giá đi mạo hiểm hơn phân nửa là sẽ có thu hoạch lớn nhưng cuối cùng nó cũng không đi vào chỉ đành dậm chân mà bỏ đi diệp phàm tiến vào dãy thủy tinh cung này liền cảm nhận được từng trận sát khí tuyệt đối có thượng cổ pháp trận đang thủ hộ cảnh cáo mọi người không nên đến gần khắp nơi đều có ánh sáng thủy tinh đang chiếu rọi, nơi đây giống như một thế giới mộng ảo, địa phương này đúng như Long Cung thời thượng cổ, rất bao la hùng vĩ. Thứ duy nhất không hài hòa chính là tại ngọn núi đá năm màu kia, có một loại lực lượng ma tính. Diệp Phàm chính là hướng về phía ngọn núi đá năm màu giống như nấm mồ này mà tới, muốn tìm được tọa độ của tinh không cổ lộ thì nhất định phải đầu tiên tìm ra thứ này, có lẽ sẽ có thể tìm ra manh mối nào đó. Đây không phải là một nấm mồ, mà là một nơi được phong ấn từ thời thượng cổ. Khi tới gần, sau khi đi vài vòng xung quanh tòa ngũ sắc thần đàn này, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, vậy mà lại dùng loại đá năm màu này để bày ra phong ấn. Vậy thì thứ trong đó nhất định không phải là nhỏ. Trong lòng Diệp Phàm sinh ra báo động, chân đạp bí quyết chữ hành, nhanh chóng rút lui, nhưng mà một cỗ lực lượng rất khủng bố đã cực nhanh lao tới, từ trong vùng đất phong ấn này bộc phát ra một cỗ lực lượng thật lớn xe rách không gian mà đến muốn xe hắn ra làm mấy mảnh trong lòng hắn chấn động mãnh liệt đây là khí tức cuồn cuộn mãnh liệt của thánh uy từ phía xa tấn công tới mạnh tới mức khiến người ta phải khiếp sợ diệp phàm không phải không có phòng bị nhưng lại không nghĩ tới còn có một thánh nhân viễn cổ còn sống bị phong ấn trong Long cung thượng cổ dưới đáy biển đây là một nguy cơ cực lớn hắn chân đạp bí quyết chữ hành thân thể hóa thành một tia chớp nhằm về phía bên ngoài thủy tinh cung điều đầu tiên là muốn bỏ chạy rời khỏi tuyệt địa cực kỳ khủng bố này một khi thành thánh thì sẽ trở nên cao cao tại thượng chỉ riêng chiến lực mà nói thì gần như đã có thể được coi là siêu thoát phạm trù nhân loại coi các trạm đạo giả không khác gì con kiến có thể đứng trên cao mà nhìn xuống chúng sinh ầm um, ầm um. tất cả thủy tinh cung đều thay đổi vị trí chặn lại đường đi của diệp phàm hóa thành một mảnh sát trận thượng cổ, hoàn toàn sống lại, so với vừa rồi cũng không biết khủng bố hơn bao nhiêu lần. Đây là cổ trận do thánh nhân viễn cổ bày ra. Phía xa, bồng lai thiên tôn sắc mặt lạnh lùng, hai tay vung lên, chính là hắn kích hoạt phiến đại trận thượng cổ này, ánh mắt lạnh như băng, không mang theo cảm xúc gì. Tà đoạt được ngu sắc đạo thai và thiên thư thượng cổ đều là từ nơi này, chỉ có một chuyện quên nói cho người biết, nơi đây còn có phong ấn một ma thai thời thượng cổ. Người ở chỗ này chờ chết đi, ta trước tiên sẽ trước chém Long mã và các đệ tử của ngươi đã, sau đó lại đến đây nhìn ngươi chậm rãi chết héo. Thiên tôn giống như đã thay đổi thành một người khác, ánh mắt lạnh lẽo như băng, sau khi nói xong liền xoay người bước đi. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh lùng đối với bóng dáng của hắn nói. Người nghĩ rằng ta không biết rằng ngươi đang bày ra bẫy dập hay sao, nếu ta đã dám đến đây thì tất nhiên là không sợ rồi, lát nữa ta sẽ đi nhặt xác cho ngươi. Người đầu tiên cần phải vượt qua một cửa của viễn cổ ma thánh kia đã, trong vùng đất phong ấn này thì không có người nào có thể sống được đâu, ha ha. Thiên tôn cười to tàn khóc, điềm nhiên nói. Ta đi trước giết chết Long Mã và mấy tên kia đây. Hắn chuẩn bị rời đi. Ha ha. Thiên tôn cất tiếng cười to lành khóc, mái tóc màu đen rối tung bay loạn, ánh mắt vô cùng yêu dị, cũng không quay đầu lại mà bước đi luôn. Trong mắt hắn, Diệp Phàm đã là một người chết không có đường sống nào nữa, bởi vì mặc dù có là một vị bàn thánh mà bị vây trong trận thì cũng khó mà may mắn thoát khỏi, đó chính là uy lực của thánh nhân viễn cổ, vô địch thế gian, hắn từng bước đi hơn 10 dặm, nhanh chóng di chuyển ở trong lòng biển, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thần thức cường đại quét ra, mỗi một cây cỏ trong vùng thiên địa này đều được hiện ra trong lòng hắn, không trốn tránh được, hắn hướng về phía một phương hướng đuổi theo khi Diệp Phàm tới gần Long Cung Thượng Cổ, Thiên Tôn vì e ngại bị phát hiện nên vẫn chưa dám phát ra thần thức, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hắn tin rằng bất kỳ kẻ nào cũng không đều trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn được, tất nhiên hắn sẽ có thể tìm ra. Mặc dù ngươi là Long Mã thì cũng không thoát được, bởi vì ta đã học xong thần quang độn, so với tốc độ của ngươi còn muốn nhanh hơn. Bồng Lai Thiên Tôn cười lạnh, hắn là một người sống từ tận thời kỳ Thượng Cổ, năm đó Bồng Lai có các thánh hiền dừng lại, hắn có đại cơ duyên chiếm được tuyệt thế bí thuật của một vị thánh nhân viễn cổ thần quang độn được xưng là diệu thuật cực mạnh tường chuyển ngoại trừ bí quyết chữ hành thì nó chính là diệu thuật có tốc độ đệ nhất thế gian cửu bí đã thất truyền nhiều năm sớm không thể nhận ra thần quang độn được coi là bí thuật chân quý nhất trong các loại thân pháp bồng lai hải vực được pháp trận thượng cổ thủ hộ các ngươi muốn thuận lợi đi qua thì cũng không phải dễ dàng như vậy đâu thiên tôn thần sắc lạnh lùng khóe môi nhếch lên một tia sát khí, cảm ứng được quy tích di chuyển của Long Mã, lập tức nhanh như điện chớp, hóa thành một luồng thần quang đuổi theo. Rút cục, ở ngoài mấy trăm dặm hắn thấy được một luồng lửa nóng, hóa thành một con đường lớn trải ra trên mặt biển, Long Mã đang tung phó chạy trên đó. Ý cười trên mặt Thiên Tôn càng đậm thêm, Long Mã vẫn rất nhàn nhã, không vội vã rời đi, mang theo vài tên đệ tử của Diệp Phàm đi bộ trong biển rộng, không chút hoang mang nào hắn hô lên một tiếng, khắp hải vực lập tức đào ngược lại, nước bốc lên tạo ra một mảnh mờ mịt, nước biển lập tức sôi trào, sóng thần cuồn cuộn, cả mặt biển như đang nổ tung lên. Cảnh tượng vô cùng dọa người, thần niệm của Long Mã cực kỳ cường đại, sớm đã cảm ứng được nguy hiểm buông xuống, khí dài một tiếng, gầm lên một tiếng rồng ngâm, âm thanh phá vỡ cả hư không, toàn thân bừng lên ánh lửa, cuốn lấy toàn bộ đám người ngạn tiểu ngư, xông ra ngoài. ầm! Bồng lai thiên tôn vung lên một bàn tay to lớn màu đen, vỗ thẳng xuống, đè nát của vòng trời, đại dương mênh mông phía dưới lập tức bị bốc hơi thành khô cạn, cả một hải vực rộng mấy ngàn thước đã bốc hơi thành hư không, bị đốt sạch sẽ, lộ ra đáy biển, có thể thấy được uy lực của chiêu này mạnh mẽ tới mức nào. Ầm um, Ầm, um. nước biển xung quanh nhanh chóng ào vào, như những dòng nước lũ, nhanh chóng lấp đầy cái rãnh biển vừa bốc hơi kia, khiến cho nơi này một lần nữa trở thành hải vực lòng mã dừng chân ở trên mặt biển phía xa trong cái mũi phun ra ngoài mấy luồng khói trắng hiển nhiên đã bị chọc giận quá mức đám người hoàng thiên nữ chiếm nhất phàm sắc mặt trắng bệch một kích tùy ý của vương giả đại thành lại khủng bố tới cảnh giới này trên đời còn ai có thể địch nổi nữa có thể tưởng tượng được nếu như bồng lai thiên tôn dùng toàn lực thì khắp cả biển rộng này cũng đều có thể bị hắn đánh cho bốc hơi cảnh tượng sông cạn đá mòn rất có thể sẽ trở thành sự thật Di Sơn Đảo Hải cũng chỉ là tiểu thuật mà thôi, cùng so sánh với người trước mặt này thì không thấm vào đâu cả. Trong truyền thuyết thì vương giả đại thành ngay cả là tại thời kỳ thượng cổ cũng đều là tôn giả một phương. Thiền tôn, người đây là có ý gì? Trường Thanh Dương hỏi, nhiều năm như vậy trôi qua, hắn càng ngày càng trầm ổn, trong quá trình truyền đạo ở các nơi thì bản thân hắn cũng đã được thanh tẩy, thực sự có phong phạm của một thiên sư. Trong loại hoàn cảnh này, hắn biết sự việc trở nên rất không tốt, một vương giả đại thành đủ để quét ngang toàn bộ viên cổ tinh này, lúc này hắn chỉ muốn khiến cho cái này dịu lại, ra sức kéo dài thời gian, chờ đợi Diệp Phàm trở về. Trên mặt Bồng Lai Thiên Tôn tràn ngập vẻ lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với khi trước, mang theo một tia miệt thị nói: "Chỉ bằng mấy tên tiểu bối các ngươi mà cũng dám chất vấn ta hay sao, cho dù có thần đến đây thì cũng đều không cứu được các ngươi đâu." thiền tôn, với địa vị bực này của ngươi mà nói, trước cung kính, sau lại lên mặt, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy có điểm giống như một tiểu nhân. Trường Thanh Dương thần sắc bình thản, nói. Tới cảnh giới bực này rồi, nếu ngươi là một nhân vật thì hãy đi chiến một trận đường đường chính chính với sư phụ của ta, còn việc giờ những thủ đoạn này ra thì tính làm gì? Bổn tọa không cần tốn nhiều sức mà đã diệt trừ đi một đại địch, đây là một loại thủ đoạn rất địch, ta không thèm nhiều lời với lũ tiểu bối của các người nữa. Bồng lai thiên tôn mang theo nụ cười lạnh lẽo, không thèm nhìn về phía trương thanh dương, giờ phút này trong mắt hắn chỉ còn lại có lòng mã, chỉ có con thủy thú này là đáng giá cho hắn ra tay mà thôi. Ngươi là tên gian tặc, ngoài loại thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng này, thì còn có thể làm được gì nữa, mà cho dù còn thủ đoạn gì nữa, thì bổn tọa chỉ cần dùng một chân cũng có thể đánh vỡ mặt nhà ngươi, đánh cho ngươi kêu cha khóc mẹ lên lòng mã liếc xéo hắn trong lòng nó vô cùng khó chịu bồng lai thiên tôn hử lạnh với thân phận bực này hắn chưa từng gặp qua tên nào mạnh miệng thế này còn thủy thú này hoàn toàn không giống với hắn tưởng tượng không có một chút phong thái tọa kỵ của thánh hoàng thượng cổ nào cả sát trận khắp nơi khiến cho bầu trời rung động người của bồng lai nhận được tin tức nhìn thấy thiên tôn ra tay thiếu chút nữa trưng khô cả nước biển giáo chủ liền cầm đầu đại quân đánh tới tình kỳ dương lên thiết kỵ phủ kín mặt biển tạo thành một mảng đông nghịt ta xem các ngươi lần này còn chạy đi đâu được nữa. Tiểu thiên tôn trong đám người này gần như đã bị vỡ cả phổi, trên trán nổi lên gân xanh như sắp vỡ ra, trong mắt tràn ngập lửa giận đang thiêu đốt, nhìn chằm chằm vào đám người Trương Thanh Dương và Hoàng Thiên Nữ. Một tên cũng không buông tha, giết chết toàn bộ. Bồng lai giáo chủ hạ lệnh, đại quân súng lại, cắt đứt đường đi của bọn họ, vây khốn mấy vị đệ tử của Diệp Phàm. Lớp vầy vàng trên thân lòng mã loay lên, hỏa diễm bừng bừng bốc cháy, nó hóa thành một luồng lửa nóng vọt tới, chân đạp cả trời cao, những nơi đi qua thì nước biển đều bốc hơi, nó một đường sông thẳng về phía thiên tôn, ầm. Ừ. Bồng lai thiên tôn niết đạo ấn, một luồng sáng ma quái phát ra, tất cả các trật tự pháp tắc trong trời đất cũng trào ra mãnh liệt, ngăn lòng má ở bên ngoài, khiến cho thân thể nó chấn động mãnh liệt. Bổn tọa thấy ngươi là lòng má, là thủy thú trong khó gặp thiên địa, không muốn bốc chết, ngươi có nguyện đi theo ta hóa thành tọa kỵ của ta hay không? Bồng lai thiên tôn có đôi mắt rất yêu dị, mái tóc đen theo gió mà động, đứng sừng sững trên mặt biển, bình tĩnh nói. Bản Long đạp vỡ mặt ngươi bây giờ, còn không biết đi mà soi gương đi, ngươi còn không đáng làm tọa kỵ cho ta nữa là. Trong mũi Long mã phun ra các luồng khí trắng, cách đó không xa, Long tiểu tức lạnh lùng nói, chỉ có thánh hoàng thượng cổ mới có thể dùng long mã làm tọa kỵ chỉ bằng ngươi mà cũng vọng tưởng cưỡi lên long mã không sợ bị xét đánh hay sao tất cả mọi người tại bồng lai đều giận dữ rất nhiều người lớn tiếng quát không cho phép hắn khinh nhờn thiên tôn lại cho rằng ngay cả diệp phàm cũng có được long mã vì sao thiên tôn lại không thể được sư phụ ta thường xuyên gặp phải xét đánh chỉ là người hoàn toàn chịu đựng được thiên tôn của các ngươi có chịu được không vậy hoàng thiên nữ vào thời điểm này mà vẫn còn có thể rượu cợt, trên mặt mang theo ý cười. Mấy vị đệ tử khác đều không biết nói gì, nhất là tiểu tùng lại gãi gãi đầu, bởi vì sư phụ quả thật đã từng nói qua, từ khi bắt đầu tu luyện, hắn thường xuyên bị xét đánh. Thiên đình, từ hôm nay trở đi xóa tên cho ta, chọn đời không tồn tại. Bồng lai giáo chủ hạ lệnh, muốn giết hết mọi người vào lúc này, tiểu thiên tôn thì lại liên tục cười lạnh, nói. Thiên đế, hiện tại trở thành ma quỷ, ngày đó ta đốt thần tượng của hắn ngày nay tổ sư của ta bổ cục đưa luyện hóa hắn thành cho bụi cặn bá không còn sót lại gì cả đám người hiếu vi ngư đều vô cùng tức giận nhưng lúc này lại không có cách nào chỉ có chiến một trận mà thôi tuy nhiên bọn họ cũng không tin rằng diệp phàm đã chết luôn tin chắc rằng trên đời này còn không người nào có thể làm hắn bị thương cả ta hỏi lại một lần nữa người có nguyện ý làm tọa kỵ của ta hay không chỉ có như thế thì ta mới có thể tha cho ngươi một mạng Bồng Lai Thiên Tôn hỏi, lòng mã lao người lên, trực tiếp dùng một đôi chân to bằng mặt người đáp lại, đạp về phía thiên linh cái của hắn, bắt đầu đại chiến. Tuy rằng ngươi là dị chủng trời sinh, huyết mạch là có một không hai trên đời này, nhưng so sánh với vương giả đại thành như bổn tọa thì rốt cuộc vẫn còn không đủ đâu. Bồng Lai Thiên Tôn pháp lực mênh, mông như biển, hoàn toàn dùng thế ép người, cầm trong tay một cốc ngũ sắc thánh thủ, đánh mạnh về phía trước. Lòng mã hí dài, vạn vật màu khí đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu nó, buông xuống hàng vạn giải tơ bảo vệ nó vào bên trong. Cùng lúc đó nó há mồm phun một cái, một luồng sáng màu đen bắn ra. Đúng vậy, đây chính là mũi hắc tiện kia, chặn lại ngũ sắc thánh thụ. Lòng mã gần như là vô địch trong số cùng giai, nhưng dù sao thì nó cũng đang phải đối mặt với một vương giả đại thành, một kẻ đã sắp đạt tới cảnh giới cao nhất rồi. Giao thủ cùng nhân vật bậc này quả thực quá mức gian nan. Nhiệt xúc chết đến nơi rồi mà vẫn còn không chịu thần phục, xem bản tôn thu thập ngươi như thế nào đây. Bồng lai thiên tôn pháp lực mênh mông như biển, toàn thân hắn phát ra luồng sáng màu đen, bắn ra bốn phía, hắn giống như một ma thai, bệ nghệ thiên hạ, ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập sát ý, cực kỳ vô tình và ác độc. Đại chiến kịch liệt đã bùng nổ, hải vực bốn phía đều sôi trào, tất cả mọi người không thể không rút lui về phía sau, vương giả chi chiến là đáng sợ nhất, khiến cho người nào cũng mặt trắng như tuyết. Lòng mã dùng vạn vật màu khí đỉnh bảo hộ thân thể, lại dùng hắc tiễn ngăn cản ngũ sắc thánh thủ, nhưng cảnh giới của hai bên cách nhau quá nhiều, trinh lệch cực kỳ lớn. Cũng may mà nó là trời sinh dị bẩm, nếu đổi lại các trảm đạo giả đồng cấp khác, trước mặt vương giả đại thành thì tất nhiên đã bị một kích đánh thành cho từ lâu rồi. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, tràn ngập vẻ phẫn nộ, bốn vó đạp bịch bịch, đạp nát cả vòng trời, cảnh tượng làm cho người ta phải sợ hãi, giống như là tận thế đang tiến đến đám người ngạn tiểu ngư vô cùng lo lắng lúc này tình thế rất ác liệt chỉ cần lòng mã thất bại thì tất cả bọn họ đều phải chết không thể nghi ngờ gì nữa sư phụ của ta chắc chắn sẽ tới đây các ngươi cũng chỉ có thể đắc ý nhất thời mà thôi chiếm nhất phàm nói hắn sao hiện tại hắn đã là một xác chết rồi vĩnh viễn không có cơ hội trở minh đâu vùng đất phong ấn thánh nhân đã trở thành một ngôi mộ ở nơi đó thì hắn ngay cả một con dẹp thì cũng không bằng nữa là Bồng lai thiên tôn lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập vẻ tàn khóc và khinh thường. Cái gì? Tất cả đám người Trương Thanh Dương đều ngây dại. Một thành nhân còn sống mặc dù đã bị phong ấn thì vẫn phi thường đáng sợ. Trên thế gian bây giờ, thành nhân thượng cổ chính là có địa vị giống như thiên thần vậy. Hắn đã là một người chết, ta cũng sẽ không so đo với hắn nữa. Trên mặt bồng lai thiên tôn mang theo nét trào phúng, ra vẻ không thèm để ý, giống như tất cả đều được hắn nắm giữ trong tay đột nhiên kinh biến phát sinh khi long mã và thiên tôn đang cận thân chiến đấu bên trong vạn vật màu khí đỉnh đột nhiên có huyết khí ngập trời phát ra ánh sáng màu vàng bao phủ khắp toàn bộ hải vực một bóng người oai hùng vĩ ngạn lao ra dùng một quyền giết thẳng về phía trước tất cả những điều này đều diễn ra quá nhanh nhanh đến mức khó tin vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người Mặc dù bồng lai thiên tôn đã tu luyện thành thần quang độn thì cũng không thấm vào đâu so với tốc độ này, với khoảng cách gần như vậy thì hắn có muốn tránh cũng không thể tránh được. Sư phụ Đám người chân nhất phàm, ngạn tiểu ngư cả kinh thốt lên, diệt phàm thân thể giống như một con dao long, toàn thân như được dùng hoàng kim luyện chế thành, chiến khí mênh mông cuồn cuộn khắp bốn biển, chân đạp bí quyết chữ hành. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hòa thạch kia đã xông tới gần bồng lai thiên tôn, bắt đầu cận thân chiến đấu hắn có mái tóc đen rối tung, trong đôi mắt lóe lên ánh điện lạnh lẽo, giống như một ma thần, vừa tấn công đã dùng đòn tuyệt sát, lục đạo luân hồi quyền vừa được đánh ra, và chạm cùng một chỗ với hai bàn tay của bồng lai thiên tôn. Ngay lập tức, thần lực chấn động cả bồn biển, trong vùng trời đất này lập tức tràn ngập hơi nước, cả vùng biển rộng đã hoàn toàn khô cạn, còn hai bàn tay của thiên tôn đã bị hóa thành thịt nát, xương cốt vỡ thành mảnh vụn. Trên đời này không ai có thể cận chiến cùng với thánh thể nhân tộc được. Người! Bồng lai thiên tôn hoàn toàn phát mộng, chính mắt hắn đã nhìn thấy Diệp Phàm rơi vào tuyệt địa, tự tay mở ra pháp trận thượng cổ, đối phương hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt như vậy được? Diệp Phàm toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, thân thể như thần kim ngọc lưu ly, chiếu các luồng bảo quang ra bổn phía, hai cánh tay dang rộng, mái tóc đen bay múa, đôi mắt khiếp người, khí thế như một chiến thần, dũng mạnh không ai có thể chống lại được. Mặc dù thực lực của bồng lai thiên tôn có cường đại đến mấy đi nữa thì cũng không ngăn cản được, nói về cận chiến thì vương giả đại thành cũng không thấm vào đâu, ngay trong nháy mắt này. Một cánh tay của hắn đã bị xe đứt ra, tiên huyết chảy đầm đìa, khiến hắn không kìm nổi phải dên lên, cảnh tượng quá mức thảm thiết. Đây là chuyện gì vậy? Tất cả đám người của bồng lai tiên giáo đều trợn tròn mắt, ai nấy đều ngây dại, tại sao lại đột nhiên phát sinh, biến hóa như thế này, làm cho bọn họ khó có thể tin được ta hiểu rồi. Hoàng thiên nữ bừng tỉnh đại ngộ, nói. Sư phụ ở Trung Nam Sơn đã lĩnh ngộ được diệu thuật nhất khí hóa tam thanh, luyện ra một đạo thân, người tiến vào trong pháp trận thượng cổ cũng không phải là chân thân của sư phụ. Mấy người liền lập tức hiểu ra, biết được rút cục tại sao Diệp Phàm lại vào lúc trước khi tiến vào trong thủy tinh cung đã giao vạn vật màu khí đỉnh cho lòng mà vốn hắn phải mang nó vào để hộ thân thì mới đúng, thì ra là hắn vẫn rời đi cùng với bọn họ, chỉ là chưa từng hiện ra mà thôi. Trong chiến trường phát ra một tiếng hét thảm, người của bồng lai giáo phái đã sợ tới mức vỡ mật, tất cả đều thấy ra đầu run lên, toàn thân mềm nhún, đứng không vững. Giữa chiến trường, mái tóc đen của Diệp Phàm bay loạn, ánh mắt sắc bén như hai thanh tiểu đao, giơ tay bắt lấy hai chân của bồng lai thiên tôn, ngay tại chỗ kéo ra thân thể máu thịt này lập tức chia ra làm hai nửa, tiên huyết nhiễm đỏ cả mặt biển rộng lớn bên dưới. Cận thân chiến đấu, ai có thể chống đỡ được hắn, trên đời này hắn là vô địch, bồng lai thiên tôn tất nhiên là chỉ phải đánh nuốt hận mà thôi. Xoát! Một người tí hơn màu đen lớn bằng nắm tay từ trong mi tâm của thiên tôn lao ra, hóa thành một luồng sáng màu đen, trốn về phía chân trời. Người còn muốn đi hay sao? Thanh âm diệp phàm rất vô tình, lạnh như băng, nói. Hôm nay, Bồng Lai Tiên Giáo sẽ bị xóa tên, nơi đây trở thành căn cơ của thiên đình nhất mạch bất hủ chúng ta. Hắn quảng hai nửa thân thể kia đi, chuyển mình, đuổi theo. Mọi người đều sợ run, tình thế nghịch chuyển cực nhanh, vượt qua bọn họ đoán trước. Diệp Phàm cận chiến với thiên tôn, giống như một thiên thần thời viễn cổ, đánh đầu tháng đó. Không gì cả nổi, trên tay vẫn còn có máu đang lưu lại, khiến cho hắn thoạt nhìn cực kỳ thần uy lẫm liệt. Tất cả mọi người của Bồng Lai đều hoàn toàn khiếp sợ, sự cảm được đại sự không ổn, ngay cả Thiên Tôn cũng phải chịu kết cục như vậy, bọn họ làm sao có thể địch lại được. Sắc mặt Tiểu Thiên Tôn lập tức trở nên trắng bệch, chỉ nghĩ đến thôi đã sợ chết khiếp. Diệp Phàm hóa thành một tia chớp, đuổi theo người tí hơn nguyên thần màu đen kia, không định buồn tha. Ta đạp nát ngươi. Lòng má chạy tới, đạp vào hai nửa thân thể vừa bị xé ra của Thiên Tôn, bởi vì nó thấy hai mảnh thân thể này lại có dấu hiệu liền lại muốn hợp lại thành một, phộng. Thật đáng thương cho bồng lai thiên tôn, thân thể vừa muốn khép lại, đã bị đôi chân lớn bằng khuôn mặt người của Long mã dẫm nát trên mặt biển, máu thịt bầy nhầy, gân xương nát vụn. Cơ hội cuối cùng để hợp lại thân thể đã thất bại. Lòng mã nói là làm, nó đạp nát cả hai lá phổi của thiên tôn thành các mảnh vụn, biến toàn bộ thi thể này thành một khối bùn máu, biến thành mồi ngon cho lụ cá dưới biển chiến thể quý giá nhất của một vương giả đại thành lại bị vứt bỏ một cách lãng phí như vậy, một thân pháp lực ngập trời cũng không thể thi triển ra được. Lúc này người tí hơn màu đen kia đang vội vàng cướp đường mà chạy, không khác gì chó nhà có tang. Chạy đi đâu? Lòng mã cũng bắt đầu gia nhập đội ngũ lùng bắt bồng lai thiên tôn, hóa thành một luồng lửa đỏ, lao vọt đi, tên tí hơn màu đen lớn bằng nắm tay kia tràn ngập vẻ oán độc và không cam lòng, ra sức liều chết chống cự. Diệp Phàm không vội vã gì, hạ xuống trên lưng long mã, cầm trong tay long thương màu đen lấy được từ cô lọn nhân mã hợp nhất, hóa thành một luồng sáng hừng hực lao về phía trước, phóc. Một tiếng, hắn đã đóng đinh người tí hơn màu đen kia tại mũi thương, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả trời cao phát ra. Trước khi ta tiến vào trong tinh không, các ngươi lại chấp tay dưng toàn bộ bồng lai tặng cho ta, xin đa tạ, thiên đình của ta nhất định sẽ đưa nơi này đến với hương thịnh hơn ngàn lần. Câu nói của Diệp Phàm được truyền ra khắp các hải vực vô địch dưới vòng trời này. Mấy vị đệ tử của Diệp Phàm đều vô cùng kích động, này là cảm thụ đầu tiên của bọn họ, mà đám người của bồng lai thì đều mặt xám như cho tàn. Người tí hơn màu đen lớn bằng nắm tay bị đóng đinh trên mũi thương, kêu to thê lương thảm thiết, đây là nguyên thần thuần túy, một khi bị chết thì hậu quả sẽ không chịu nổi. Một khi thần của một người bị tiêu diệt cũng có nghĩa là từ nay về sau hoàn toàn biến mất trên đời. Bồng lai thiên tôn không muốn bị diệt thần, cực lực giải ruộng đây là ấn ký của hắn nếu bây giờ hoàn toàn biến mất trên nhân gian vậy thì mọi thứ trước kia sẽ trở thành con số không tròn chính luồng sáng màu đen hừng hực bốc lên hắn hóa thành một vầng mặt trời màu đen bắn ra ngàn vạn mũi tên màu đen đồng thời còn có một cái bảo luôn xuất hiện xoay tròn ở phía sau đầu hắn cùng lúc đó trên bồng lai đảo có một dòng sông thần thánh vọt tới giống như cầu vồng che phủ mặt trời nhanh chóng tấn công đám người diệp phàm thiền tôn muốn nhờ vào thứ này để tiếp tục dạy ruộng đây là một luồng tín ngưỡng lực tinh thuần, bồng lai thiên tôn tu luyện thiên thư thượng cổ, thu lấy niệm lực của thế nhân, bây giờ đã phát huy ra trọng dụng, nó phát ra âm thanh ầm ầm, như giao hòa với cả trời đất. Vô dụng thôi, hôm nay ngươi có chạy trời cũng không khỏi nắng được đâu. Cái đỉnh trên đầu diệp phàm nhẹ nhàng chấn động, khí tức thánh khiết bên. Trong càng tăng lên, cái đỉnh bay ra ngoài, đột nhiên phát ra ức vạn tia sáng tường hòa, chiếu khắp bầu trời con sông lớn đang ầm ầm lao tới kia bỗng nhiên bốc lên từng đợt khói trắng, bị bốc hơi sạch sẽ, niệm lực tinh thuần trong cái đỉnh giống như một hải dương mênh mông. Dòng sông thần thánh mà so với nó thì chẳng khác nào gặp sư phụ cả. Thành thương màu đen trong tay Diệp Phàm bỗng chấn động, bồng lai thiên tôn lập tức kêu to, người tí hơn màu đen vốn đang sáng bóng lập tức trở nên ảm đạm, gần như tứ phân ngũ liệt, khó mà chống đỡ được nữa. Đây là hình ảnh chân thực nhất miêu tả tình cảnh người là dao thớt còn ta là thịt cá chờ bị chém xuống đạo thân bị hủy, thần lực hóa thành cho, chỉ dựa vào một cái nguyên thần, mặc cho hắn có đạo hạnh lớn bằng trời thì cũng đều không làm nên chuyện gì cả. Diệp Phàm cũng không lập tức hạ sát thủ, bởi vì có rất nhiều bí mật mà hắn muốn tra xét từ trong nguyên thần này, vị thiên tôn này còn có giá trị rất lớn. Những kẻ nòng cốt của bồng lai thì giết hết không tha. Diệp Phàm hạ mệnh lệnh, để cho lòng mã buông tay đi làm, muốn đại khai sát giới để lập uy. Lòng mã hứng chí lao xuống dưới, hóa thành một luồng lửa nhằm về phía đám người bồng lai giáo chủ. Một vương giả trảm đạo như vậy phát ra uy lực như lôi đình, ai có thể kháng cự được. Diệp Phàm ngồi xuống, nghiêm tục cướp lấy các loại tin tức có giá trị trong nguyên thần màu đen, rất lâu đều vẫn không nhúc nhích. Tha mạng, Diệp Đạo Huynh, đừng như thế, hãy tha cho ta một con đường sống. Đi. Bồng lai thiên tôn cầu xin. Tới giờ khắc này, hắn đã sợ tới mức linh hồn sắp tan rã, chỉ còn lại có nguyên thần thì biết đối kháng như thế nào được. Bị đóng đinh trên cây thương thần bí màu đen, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hình thần câu diệt. Ta vốn cũng muốn buông tha cho ngươi, nhưng ngươi lại tự đi tìm đường chết. Diệp Phàm mang vẻ mặt lạnh lùng, từ trong thức hải của tên này rút ra từng đoạn trí nhớ. Trong lòng hắn cũng thấy kinh ngạc, vị thiên tôn này thật là có chút đại cơ duyên, ở trong thời kỳ thượng cổ đã từng được một vị vương của thánh nhân chỉ điểm tu luyện được thần quang độn vô cùng ảo diệu, bí quyết chữ hành mà không xuất hiện thì nó đã trở thành độc nhất vô nhị rồi. Diệp đạo huynh, người giờ cao đánh khẽ, ta đều cho ngươi tất cả những thứ ta đoạt được, bao gồm cả thiên thư thượng cổ và các loại khác nữa. Bồng lai thiên tôn run rẩy nói, không còn có một tia uy thế của vương giả đại thành nào nữa cả. Ngay cả ngươi cũng đều là tù nhân của ta, vậy thì ngươi còn có thứ gì làm vốn để mặc cả với ta nữa? Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh khinh miệt, loại người có tâm tính như thế này thì tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không ngày sau khẳng định sẽ là họa lớn. Diệp Phàm không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay thì tuyệt đối sẽ không khoan dung, sẽ giải quyết tất cả phiền toái, không có khả năng lưu lại tai họa ngầm. Xoát một tiếng, hắn từ trong nguyên thần màu đen rút ra một đoạn ấn ký đặc biệt, đây đúng là thiên thư thượng cổ, lập tức khiến cho tâm thần hắn ngẩn ra, yên lặng thôi diễn và tìm hiểu. Đây là một chương ma kinh các pháp môn được ghi lại cũng rất huyền ảo, trong đó đối với việc vận dụng niệm lực cũng có chỗ độc đáo, trách không được bồng lai cũng muốn truyền đạo. Đây là một môn đạo thống tối nghĩa thâm ảo. Diệp Phàm chiếm được một bí mật rất kinh người, ở cổ cung dưới đáy biển có trần áp ma thai kia chính là đến từ vực ngoại, là một kẻ xứng với cái tên thánh nhân. Truyền thừa của thiên thư được xuất phát từ tên này. Hơn nữa, lai lịch của hắn cũng rất lớn, ngay cả trong thời kỳ thượng cổ thì kẻ ra tay với vị vương của thánh nhân kia cũng đều mang kiên kỵ trong lòng, không dám hoàn toàn hủy diệt hắn, chỉ trấn áp ở trong ma cung này mà thôi. Tại niên đại kia, quả nhiên bồng lai có nhiều thánh hiền thường xuyên lui tới. Diệp phàm thì thào, cuối cùng, hắn hoàn toàn tìm ra tất cả các ân ký, ra sức chấn động, trong một tiếng kêu to oán độc và không cam lòng tiên tí hơn màu đen lớn bằng nắm tay này đã hóa thành cho tàn, chọn đời xóa tên. Phía xa, đại chiến đã gần đến giai đoạn cuối, lòng mã âm ầm lao xuống, ánh lửa ngập trời, những nơi nó đi qua thì trời sụp đất nứt, nước biển chảy ngược bắn tung toái, khí thế bể gãy nghiền nát vạn vật. Diệp phàm thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía xa, tay khẽ vung lên một chút, bồng lai giáo chủ ngay tại chỗ phát ra một tiếng kêu to, hóa thành cho bụi, hắn tự mình đi về phía trước mấy vị nhân vật cấp giáo chủ cũng không thấm vào đâu, có cường giả bồng lai dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liều mạng đánh về phía hắn, kết quả lại không ngăn được một kiếm của Diệp Phàm. Phốc. Hắn vùng ngón tay như kiếm, chỉ nhẹ nhàng chấn động mà thôi, sóng kiếm màu vàng tựa như gận sóng khuếch tán ra bốn hướng, không có gì không phá được, không cần công kích nào khác nữa cả. Một đám cường giả liền hóa thành bùn máu, bốc lên từng màn xương máu. Tiểu Thiên Tôn kêu to, một là bởi vì hắn hận, hai là vị tức giận trước mắt hắn có một con sóc màu tím đến khiểu khiểu hắn chấp đôi mắt to cười một cách tinh quái hắn lại không đánh tới nó điều này thật sự khiến hắn phát điên hoàng thiên nữ cười khẽ nói tiểu sư huynh thật đúng là đáng yêu ngay cả quyết đấu với người khác cũng đều lưu manh như vậy nàng và đám người trương thanh dương cùng nhau sống tới ngay tại chỗ đánh trọng thương tiểu thiên tôn lúc này sắc mặt tiểu thiên tôn hoàn toàn trở nên trắng bệch một chút màu máu cũng không có muốn cầu xin tha thứ, nhưng há miệng thở ra lại không nói nên lời. Không lâu trước đây còn hùng hồn tuyên bố là muốn tiêu diệt thiên đình, bây giờ thì chỉ còn có sợ hãi trong tâm trí mà thôi. Không nên giết chóc lung tung những kẻ vô tội, chỉ tiêu diệt nòng cốt thôi, những người khác thì thả cho họ một đường sống. Diệp Phàm truyền âm cho lòng mã, con ngựa này vừa nhìn đã biết không phải là kẻ lương thiện gì, ở trên biển rộng dương hoai, đuổi giết các đầu lĩnh của bồng lai khắp nơi, bằng thần thông của nó thì tất nhiên là mang tính áp đảo. Cho dù có nhiều người hơn nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Phộng. Diệp Phàm đi tới, tự mình, ra tay, một ngón tay biến tiểu thiên tôn thành cho bụi, sau đó lại đánh cho mấy vị đại năng bị long mã bắt làm tù binh thành bột mịn, không lưu tình chút nào. Sau một khắc, phiến hải vực này trở nên yên tĩnh, bồng lai giáo chủ và một vài nòng cốt toàn bộ bị chém chết một tên cũng không sống sót giao chúng bình thường thì lại gần như không tổn hao gì diệp phàm cũng không muốn thương tổn đến thiên đạo sau nửa canh giờ bọn họ áp giải tất cả tù binh tiến vào bồng lai tịnh thổ lòng mã lại bắt đầu ngứa chân bốn vó đạp bịch bịch những kẻ có gan cản đường thì đều bị nó dùng một cước đá vắng. người kiềm chế cho ta một chút diệp phàm giận dữ lòng mã rất hung hãng một đường ầm ầm lao xuống gần như là một chân đạp vỡ mười mấy ngọn núi đây chính là tịnh thổ, sẽ làm căn cơ tương lai của thiên đình. Cuối cùng, phiến bảo địa này cũng yên lặng lại. Thủ lĩnh của giáo phái phải đền tội là hơn 100 người. Các giáo chúng khác thì non nấp lo sợ, hoảng sợ không thôi. Chỉ trong một ngày mà một tiên giáo từ tận thời thượng cổ chuyển xuống lại bị công chiếm như vậy, quả thực giống như thần thoại khó tin. Bắt đầu từ một ngày này, Diệp Phạm Hạ lệnh phong tỏa Sơn Môn. Hắn ngồi xếp bằng trên ngọn núi cao nhất tại Bồng Lai, bắt đầu tụng kinh ra lệnh cho tất cả đệ tử môn đồ của tiên giáo phải ở trong sân môn. Hạo chính tà thích, bà Nê sát linh, bì triều quân cương, kịp nam đỉnh khôi, tĩnh di tổn quang, hỗn nguyên giác duyên. Toàn thân Diệp Phàm được ánh sáng nhiều màu chiếu rọi, giống như một vị thần, miệng tụng độ nhân kinh, từng đóa hoa sen từ trong miệng hắn nở rộ ra, hóa thành một dạy các chữ viết kinh vãn, như được khắc lên trên không trung, có một loại lực lượng thần bí tinh lọc linh hồn của mỗi người. Hắn không nghĩ tới việc huyết tẩy bồng lai, không thể hạ thủ được, nhưng cũng không muốn để lại mối họa lớn cho đám đệ tử này. Sớm muộn gì thì hắn cũng có một ngày đi về phía tình không. Lưu lại nhiều bồng lai giáo chúng như vậy, ngoại trừ hắn thì còn ai có thể chấn trụ được. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là độ hóa toàn bộ, làm cho bọn họ trở thành một thành viên của thiên đình, không chỉ tiêu trừ được tai họa ngầm. Ngược lại còn có thêm một cỗ lực lượng siêu cấp cường đại trên ngọn núi cao nhất của Bồng Lai có tiên khí tràn ngập, hàng vạn luồng tiên quang bao phủ. Diệp Phàm ngồi ở chỗ kia, toàn thân trong suốt như ngọc lưu ly bảy màu. Các loại pháp tướng đều hiện ra, trước người là Kim Khuyết Đại Đạo, bên cạnh là Tiên Vương Lâm Cửu Thiện, Sân Hà Cẩm Tú và các cảnh tượng khác. Phía sau có các luồng khí hỗn độn cuồn cuộn bốc lên, tầng bổ cho một góc thanh liên. Một đám phù văn từ trong miệng hắn bay ra, nở rộ ánh sáng bất hủ. Bao phủ toàn bộ giáo chúng liên quan, hắn vì bảo đảm nên đã giảng kinh suốt 49 ngày. Trong thời gian này, có hàng vạn luồng sáng yên bình từ trên trời cao hạ xuống, trên mặt đất lại trào ra từng dòng suối mát, các loại kỳ hoa nở rộ, phong lan mọc khắp nơi. Trong loại chim chóc tụ lại đua nhau hót, các loại thắng cảnh tường hòa đều hiện ra. Một lần giảng kinh, các tín đồ thành kính đều được khai sáng từ trong tim. Hai lần giảng kinh, thông hiểu hết mọi sự trần gian. Ba lần giảng kinh mọi người đều cúi đầu, mang tâm cảnh thanh minh. Bốn lần giảng kinh, các loại bệnh tật đều bị diệt trừ. Năm lần giảng kinh, ngay cả xương cốt, răng tóc đã mất đi cũng mọc lại. Diệp Phàm sớm đã chẳng đạo, lời nói tức là Pháp, các loại thần thông dị năng thông qua lời nói được phát ra, vô cùng dịu dụng. Sau 49 ngày tất cả tai họa ngầm đều biến mất, từ đó thiên đình đã đi lên quỷ đạo, có một diệu thổ trên nhân gian để đứng chân, muốn không phát triển lớn mạnh lên thì cũng không thể được nơi này có linh khí đặc biệt nồng đậm. Diệp Phàm cũng không rời đi luôn, mà tọa trấn hơn một năm nữa. Một là thăm dò chỗ phong ấn ma thành dưới đáy biển, hai là đuổi giết mấy con cá lớn lọt lưới của bồng lai. Ngày đó, không phải tất cả các đệ tử của giáo phái đều ở trên đảo, có mấy nhân vật trọng yếu đi ra ngoài, bởi vậy tránh được một kiếp. Diệp Phàm nếu đã ra tay, tất nhiên là phải hoàn toàn san bằng tiên giáo ban đầu, cực kỳ thiết huyết vô tình, lúc này liền cùng với Long Mã chia nhau hành động từ trên trời xuống dưới đất, tiêu diệt sạch các vị sùng tôn của bồng lai thiên tôn. Chuyện này đã làm rung động khắp cả tu đạo giới, bồng lai đổi chủ, đạo thống ban đầu đã bị tiêu diệt, đổi tên là thiên đình, diệp phàm dùng thủ đoạn như sấm rền gió cuốn, tấn công tanh máu, khiến cho rất nhiều người bất an. Nhất là phương trượng và doanh châu trong hải ngoại tam tiên đảo lại càng bất an hơn phải cao thủ ra gặp mặt Diệp Phàm thăm dò tâm tư vị này, xem có phải Diệp Phàm muốn thống nhất toàn bộ viên cổ tinh này hay không. Cuối cùng, Diệp Phàm phát ra tin tức rất bình thường, nói cho những người đó rằng người không phạm ta, ta không phạm người, lần này ra tay cũng chỉ là vì tự bảo vệ bản thân mà thôi. Diệp Phàm tọa trấn 3 năm ở Bồng Lai, do xét kỹ càng ma cung dưới đáy biển, tin tưởng rằng ma thai này đã là đèn cạn dầu, không thể sống được lâu nữa. Cuối cùng hắn còn thêm vào mấy tầng phong ấn nữa. Trong 3 năm này, hắn đi khắp hải ngoại, đi qua phương trượng, đi đến Doanh Châu, nhưng lại vẫn như cũ không có tìm được biện pháp rời đi cũng không có được tinh không tọa độ. Có lẽ có thể từ ma thành dưới đáy biển tìm được một vài tin tức, nhưng mặc cả cùng với ma là việc rất nguy hiểm, hắn không muốn đùa với lửa tự hại mình. Bất kể như thế nào cũng không thể thả tên này ra được. Nếu muốn rời khỏi, có lẽ chỉ còn lại con đường kia mà thôi. Diệp Phàm thì thào, hắn đã trở lại tinh không này được 13 năm, hiện tại chính là thời điểm rời đi. Vào một ngày, hắn triệu tập tất cả các đệ tử, ban thường các loại bí bảo, chuyển xuống thần quang độn. Nhân Vương An, Phiên Thiên An và các loại bí thuật khác nói cho bọn họ biết rằng duyên phận đã hết, sắp sửa bước đi vào tinh không. Sư phụ, mang bọn ta cùng nhau đi nữa. Tất cả các đệ tử đều quá sợ hãi, không nghĩ tới ngày này lại tới đột nhiên như thế. Vốn ta cũng muốn mang bọn ngươi cùng đi, nhưng ngày nay có Bồng Lai Tiên Sơn, các ngươi không cần tiến vào tinh không, thiên địa nơi đây không khác nhau nhiều so với thời kỳ thượng cổ, rất thích hợp cho việc tu luyện mà một phiến tinh vực khác lại quá mức nguy hiểm, tràn ngập đại chiến, mặc dù vi sư cũng chỉ có thể cẩn thận bò trong núi xương, để máu mà đi thôi, chỉ cần hơi chút bất cần thì sẽ vạn kiếp bất phục. Bên kia là một đại thế chư vương cùng quật khởi, vạn tộc cùng tồn tại, trên con đường thành tựu đại đế có rất nhiều thi thể của địch nhân, cộng thêm việc mở ra tiên môn, nơi đó tràn ngập biến số và nguy cơ. Mấy vị đệ tử đều hiểu được, Diệp Phàm muốn đi lên con đường thành đế, có thể sẽ gặp phải tình cảnh cả thế gian đều là địch nhân, tương lai sẽ gặp phải huyết chiến vô kể. Sư phụ, ta muốn cùng đi với người. Lòng tiểu tức ngày thường không nói nhiều lời, nhưng lúc này lại vô cùng kiên quyết, không chịu buông tha. Những người khác cũng rất nghiêm tục xin được đi theo, muốn tiến vào trong tinh không, nguyện đi đến một tinh, không khác để truyền đạo, bất kể nguy hiểm cỡ nào, cũng đều nguyện bước đi trên con đường này. Cuối cùng, diệp phàm cân nhắc mãi mới đáp ứng dẫn theo long tiểu tước và trương thanh dương tiểu tùng oa oa khóc lớn nằm lấy một góc áo của diệp phàm nói kiểu gì cũng không chịu buông ra khóc lóc cầu xin muốn đi cùng hắn sẽ có một ngày gặp lại chỉ cần ngươi có thể trở thành thánh nhân thì có thể đi qua các tinh vực đi tới nơi có bảy viên cổ tinh để tìm ta diệp phàm mỉm cười lấy tay chỉ về phía bảy viên cổ tinh trên bầu trời Tiểu Tùng khóc lớn, nói kiểu gì cũng không chịu buông tay, nước mắt trong suốt chảy thành dòng rơi xuống, đau khổ cầu xin, thanh âm non nớt mang theo một loại tuyệt vọng, khiến những người đi theo cảm thấy chua xót trong lòng. Diệp Phàm sơ sơ đầu của nó, nói Ta cũng muốn đưa ngươi rời đi, nhưng thật sự không thích hợp, vì sự ký thác kỳ vọng rất cao vào người đó. Ngày nay bắt đầu tuyệt đối là một địa phương không yên bình, nếu không phải có cố nhân còn ở đó, khó có thể dứt bỏ, Diệp Phàm kiểu gì cũng không muốn tới đó một lần nữa. Thái cổ vạn tộc vì sao cùng nhau xuất hiện vào thời này, lại phong ấn một vài cổ hoàng tử cường đại tới tận kiếp này, tất cả những điều này đều là để chờ đợi một cơ hội, chờ con đường thành tiên mở ra. Từ xưa đến nay, một vị lại một vị đại đế đi tới tới bắt đầu cổ tinh vực, tất cả đều để lại dấu vết không thể xóa nhòa, rất nhiều bất tử dược tại tinh, vực đều hội tụ tới đó, nhân đã được gieo rồi, quả cũng sắp được hái. Không có người nào có thể sống lâu như vậy, đại đế cổ không thể tự phong ấn trong thần nguyên, bọn họ quá mức cường đại, trên đời không có vật chất gì có thể chấn phong bọn họ được. Thái cổ Thánh Hoàng và với đại đế nhân tộc sau này tuy rằng đều lần lượt tọa hóa, nhưng những gì mà bọn hắn chuẩn bị phía sau tất sẽ xảy ra, đã có cổ hoàng tử. Quá nửa cũng sẽ có con của đại đế hiện ra. Thành tiên là một hấp dẫn không thể chống cự được, chàm đạo trong trời đất này, đánh vỡ chói buộc của phiến thiên địa này, tiến vào tiên vực. Rất nhiều nhân kiệt đều đang chờ đợi, tất cả đều là vì kiếp này mà sống lại. Bắt đầu có nhiều cổ tộc như vậy, có nhiều người mang tư chất thành đế như vậy. Diệp Phàm tại nơi đây đã là thiên hạ vô địch, nhưng sau này lại hoàn toàn không giống nữa. Đế lộ tranh hùng, tiên lộ mở ra, ngay cả hắn cũng đều có thể phải đổ máu mà chết, thế sự rất khó lường. Mà địa cầu thì lại được coi là khá yên bình. Tiểu tùng thiên tư bất phàm, hoàn toàn dựa vào bản thân trong thời đại mặt Pháp dựa vào một loại bản năng mà đã tu luyện tới đạo cung bí cảnh, không thể không nói đây là một loại kỳ tích, đại đế cổ không kể đến xuất thân. Trước khi thành danh thì bất kỳ thân thế của một vị đại đế cũng đều không quan trọng, nhất là yêu tộc, thậm chí có thể chính là một con thú bình thường cũng có thể được. Diệp Phàm thấy được trong cơ thể con tiểu tùng màu tím này một loại tiềm lực mênh mông như biển, khiến cho ngay cả hắn cũng đều rất khiếp sợ. Hy vọng nó có thể ở địa cầu đi ra một con đường, có lẽ một ngày kia sẽ trở thành một cánh tay đắc lực cho hắn, thậm chí một ngày nào đó trong tương lai sẽ như thần binh từ trên trời giáng xuống bắt đầu, dùng thực lực đảm đương một phương cũng không phải là chuyện không thể. Với tính cách của ngươi mà nói, con đường tương lai phải đi sẽ khẳng định không giống với của vi sư, đại chiến liên tục cũng không nhất thiết là con đường đạt tới đại đế, tất nhiên không thể bắt trước nhau được. Không có cổ hoàng tử Áp Bách không có cường giả khó lường nhìn xuống, không có con của đại đế chờ đợi chiến một trận, cũng không có gì phải tiếc nuối. Ngược lại đối với tiểu tùng mà nói thì lại đáng được ăn mừng. Sư phụ, ta tu luyện rất nhanh, có phải không bao lâu nữa thì có thể giúp ngươi phải không? Thành âm của tiểu tùng rất non nớt, nức nở nói. Người chỉ cần có lòng là được, ta dám nói chắc rằng, tương lai sẽ có một ngày như vậy. Diệp Phàm nhìn lên tinh không, tại nơi xa xôi kia, Hằng Vũ, Tây Hoàng, A Di đã Phật đại đế đều vượt qua tinh vực, đi tới bắt đầu tinh vực, tất cả là vì sao? Ngoại trừ độc nhân, ngay cả vô thủy cũng không thể chân chính xác định rõ được, bao gồm cả cổ hoàng của vạn tộc, gần như không có một vị đại đế nào thuộc về viên cổ tinh kia. Ngày nay tất cả phong ba bão táp sẽ được diễn ra tại đó. Diệp Phàm có một loại dự câm, con đường thành tiên nhất định sẽ không phải đơn giản như vậy, nói không chừng còn gặp phải đại nạn kinh thiên, họa lớn bằng trời sẽ nảy sinh. Nhớ kỳ, tại đại thế này, chỉ có trở nên cường đại thì mới có thể tự bảo vệ mình, mới có thể thủ hộ tất cả những thứ này. Tương lai vi sư có thể thật sự cần trợ giúp của ngươi. Ngươi ở hậu phương cần phải cố gắng đột phá. Đám người hoàng thiên nữ, chiếm nhất phàm đều kinh ngạc. Diệp phàm mang hy vọng rất lớn đối với tiểu tùng. Tuy nhiên bọn họ cũng không có gì bất màn cả. Sự thật xảy ra trước mắt, Tại thời đại mạt pháp này, tiểu tùng mỗi khi tiến lên một bậc thì sẽ gây ra thiên kiếp, so với yêu nghiệt thời thượng cổ thì còn yêu nghiệt hơn. Cùng với bọn chúng trong lôi điện độ thiên kiếp mà so sánh thì quả thực không thể sánh được. Hiển nhiên, Diệp Phàm đã đưa tên nhóc màu tím này trở thành truyền nhân của mình để bồi dưỡng, thấy được nó có hy vọng đi lên con đường thành đế. Đôi mắt to của tiểu tùng đã khóc tới mức đỏ lên, kiên trì muốn đi tiễn Diệp Phàm muốn nhìn hắn bước lên trên tinh không cổ lộ. Diệp Phàm lập tức nở nụ cười, tên nhóc này còn chưa từ bỏ ý định, khẳng định sẽ tìm đường để trốn đi theo. Thiên đình chúng ta tất sẽ vinh quang rực rỡ. Diệp Phàm động viên vài tiên đệ tử khác, cũng không để cho bọn họ đi tiễn, lập tức rời đi, không muốn tiếp tục thương cảm nữa. Hắn lấy ra tiên đinh có được tại Côn Lôn gần cả trăm năm, linh khí sẽ dần dần trở nên dày đặc hơn, mà có thứ này thì bồng lai sẽ càng tiến thêm một bước, trở thành thánh thổ tu luyện. Cuối cùng, diệp phàm cưỡi long mã rời đi trường thanh dương và long tiểu tước cùng đi theo tiểu tùng vừa lau nước mắt vừa đưa tiễn hắn cầu xin được đi theo tiễn biệt diệp phàm không đành lòng cự tuyệt đoàn người rời khỏi bồng lai diệp phàm lập tức chạy tới phương trượng tiên sơn gặp lại một vị lão đạo sĩ để thỉnh giáo trước kia hai người đã từng gặp nhau mấy lần diệp phàm chiếu theo một ít sách sử ghi lại suy đoán ra được có một cổ lộ tồn tại mà lão đạo sĩ trên phương trượng tiên sơn không lâu trước đã chứng thật suy đoán của hắn cổ nhân quả thật vì hậu nhân mà để lại một con đường. Đạo hữu thật sự muốn đi vào chỗ sâu trong tinh không ư, chính như lần trước ta đã nói, con đường kia rất khó đi, có không ít gian nan hiểm trở đâu. Lão đạo sĩ này có da thịt trong suốt, từng sợi tóc trắng như tuyết, khí sắc rất tốt. Diệp Phàm không dám thất lễ, đây là một vị vương giả tràm đạo của Bồng Lai, cũng là lão đạo sĩ tại Trung Thổ theo như giáo hoàng nói kia, từng ở hơn 100 năm trước bức lui chư hùng đến từ Vatican. Diệp Phàm thinh giáo kỳ càng lão đạo sĩ này về con đường kia, có thể gặp phải các loại tình, huống nào. Lão hủ biết cũng có hạn, cũng giống như ngươi suy đoán ra rằng có con đường lưu lại cho hậu nhân, trong một lần ngẫu nhiên lại được xác nhận là đúng, quả thực có một con đường. Sau này mong tiền bối chăm sóc cho bồng lai nhiều hơn. Diệp Phàm chắp tay. Đạo hữu khách khí rồi, đạo thống khắp nơi ổn định mới là may mắn. Những năm gần đây, bồng lai thiên tôn tu luyện thiên thư thượng cổ đến mê mẫn, thậm chí còn muốn thả ra ma thai, ta cũng muốn đi ngăn cản, nhưng lại hữu tâm vô lực, còn phải làm phiền đạo hữu ra tay. Lão đạo tụng đạo hiệu, ngày xưa Diệp Phàm từng đưa cho hắn một gốc dược vương, đây là một phen đại lễ lớn bằng trời, lại từng dùng tâm đắc khi phá quan tặng cho, một lão nhân ngồi tại hải ngoại, lại thực tình, thủ hộ trung thổ thì cũng rất xứng đáng nhận được đối đãi như thế. Diệp Phàm đi xa, chi mang theo tiểu tùng về tới thành phố b gặp được một nhà hứa quỳnh mời bọn họ ăn một bữa lại đưa tặng một vài thứ nho nhỏ nhà đầu điên hứa diệp này nhìn thấy tiểu tùng lập tức dương nanh mùa vuốt hận không thể mỗi lúc đều được ôm nó vào trong ngực yêu thích không buông tiểu tùng chỉ hận không thể lập tức bỏ trốn mất dạng về sau chiều cố bọn họ một chút diệp phàm truyền âm cho tiểu tùng Tên nhóc màu tím này lại đỏ mắt lên, nhưng vẫn rất nghiêm túc gật đầu, chỉ đành biết kháng nghị khi bị hứa diệp ôm lấy. Dương hiểu tử lượng không cao, không bao lâu liền ghé lên trên bàn ngủ. Người, có phải sắp đi rồi phải không? Hứa Quỳnh run giọng hỏi, nàng có một loại dự cảm, đầy hơn phân nửa là một lần gặp gỡ cuối cùng của bọn họ. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu. Không trở về nữa sao? Hứa Quỳnh giật minh, mở to đôi mắt đẹp. Sẽ không diệp phàm nói cuối cùng diệp phàm đứng dậy nhìn nàng một lần cuối từ đó đi xa yên lặng phất phất tay diệp phàm hứa quỳnh ở phía sau hồ to không kìm nổi nghẹn ngào khóc từ lúc này nàng phải từ biệt với hắn vĩnh viện không gặp lại được nữa quả thực không có lựa chọn nào khác vốn tưởng rằng còn có thể bên nhau nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại vẫn còn phải ngăn cách ở hai bên tinh không diệp phàm biến mất tiểu tùng cũng đuổi theo dọc theo đường đi hai thầy trò đều rất im lặng, sắp phải rời đi rồi, có rất nhiều việc đều là bất đắc dĩ, vùng trời đất này sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn lớn lên, có rất nhiều thứ không bỏ được. Sư phụ, hứa diệp nhìn thấy ta thi triển thần thông. Tên nhóc màu tím này nhỏ giọng nói. Mẹ, tiểu thúc thúc rốt cuộc là ai, ta đã sớm muốn hỏi ngươi rồi, cùng với vị thúc thúc hai mươi mấy năm trước trong sách kia giống nhau như đúc, vẫn không già đi chút nào, còn có vừa rồi, tiểu tùng nó lại biết bay mà đi hứa quỳnh nhìn con gái giống như thấy được mình hồi còn nhỏ rất nhiều ký ức lại nổi lên trong lòng những kỷ niệm ấm áp kia đều rất khó quên nàng cô kiềm chế không để cho nước mắt trào ra nói tiểu tùng về sau sẽ còn xuất hiện nữa về sau ngươi phải đối tốt với nó có lẽ sẽ có thể đi lên một con đường đặc biệt cũng nên ta vẫn đối tốt với nó lắm mà cặp mắt to của Hứa Diệp loái sáng, có rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng hỏi mãi không ngừng. Diệp Phàm trì hoàn hơn một tháng, giải quyết xong mọi việc trốn Hồng Trần, bất kể là thân bằng bạn hữu hay là cha mẹ của các đồng học, hắn cũng không gặp lại. Chỉ là yên lặng làm một số việc vì bọn họ mà thôi. Hắn không nghĩ đánh vỡ sự bình yên của những người này, không cần phải làm cho quỷ tích cuộc sống của bọn họ phát sinh gận sóng. Bước trên con đường tu luyện, trăm năm rất nhanh trôi qua nếu cố ý gặp lại thì chỉ lưu lại một nỗi thương tâm mà thôi. Diệp Phàm âm thầm chụp lại rất nhiều hình ảnh của bọn họ, muốn để cho một vài cố nhân tại vùng tinh không khác xem, có thân tình, có tưởng niệm, cũng có ảm đạm. Diệp Phàm ở trước mộ phần cha mẹ đặt xuống một bó hoa trắng nõn, nước mắt không kìm nổi chảy xuống, hắn liều mạng tu luyện, rốt cục cũng trở về được, nhưng cuối cùng lại không thể gặp lại cha mẹ. Sư phụ, về sau ta sẽ thường đến đây đưa hoa. Tiêu Tùng đỏ mặt nói khi bọn họ rời đi một đám trẻ con chạy tới đặt lên một dây hoa trắng nõn trước mộ ra ra nãi nãi cảm ơn các người quyên góp giúp cho cô nhi viện những đứa nhỏ kia thấp giọng nói diệp phàm nhìn lại một lần cuối cùng mang theo tiểu tùng đi xa trên một ngọn núi nhỏ không tên lòng mã trường thanh dương lòng tiểu tước đã chờ rất nhiều ngày bọn họ sớm đã xử lý tốt chuyện của bản thân ngoài ra còn có thêm một người đó chính là thần kỵ sĩ của vatican ngày nay ta còn có một chuyện có chút tiếc nuối nhỏ vị đại yêu thần bí từng hiện ra tại chiến tranh thế giới thứ hai kia đến nay vẫn không thể gặp lại diệp phàm hỏi thần kỵ sĩ hắn cũng không biết được chuyện tỉ mỉ chỉ là được người ta báo cho mà biết thôi nhưng lại không có cơ hội được gặp diệp phàm nhìn thoáng qua vùng trời đất này tất cả những thứ này đối với hắn thì đều sắp trở thành thứ xa xôi rồi bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện thượng sư tại án độ từng nói cho diệp phàm biết có một vị phật tử thần bí đã phát sinh ra hiện tượng thức tàng thần bí nhất trong phục tàng có thể tụng ra chú ngữ cổ xưa không chút khác biệt có lẽ có thể đi lên linh sơn phục tàng là kinh sách của tôn giáo đã bị kiếp nạn chôn vùi sau đó một lần nữa được khai quật lên chia làm thư tàng thánh vật tàng và thức tàng Thần kỳ nhất chính là thức tàng, nghe nói khi kinh sách hoặc chú vãn nào đó mà gặp phải tai nạn không thể chuyển xuống, liền được thần linh cất giấu ở sâu trong thức hải của một người nào đó. Tránh cho thất truyền. Dưới một vài kích thích bên ngoài, người được giao cho phần kiến thức này có thể là một nông dân không biết nửa câu chữ là gì, vậy mà lại có thể tụng ra hoặc là ghi lại những cổ kinh thần bí. Diệp Phàm đi tới tàng khu, gặp mấy vị thượng sư, lại gặp được một đứa bé 6 tuổi. Đứa nhỏ này có ánh mắt rất sáng, khi còn bé từng gặp phải một hồi bệnh, nặng, đã sinh ra hiện tượng thức tàng, có thể tụng ra rất nhiều điển tịch thất truyền của Phật môn. Ngay trong khoảnh khắc mà Diệp Phàm nhìn thấy đứa bé này thì lập tức ngây dại, hắn vung hai tay lên, chậm rãi thôi diễn, hiện ra dung mạo mấy chục năm sau của đứa trẻ này. Cổ Phật tại một vùng tinh không khác kiếp sau, nếu tin thì sẽ là có, nếu không tin thì chính là không tồn tại. Năm tháng từ từ trôi qua, trên thế gian rút cuộc cũng sẽ xuất hiện hai đóa hoa giống nhau. Trong ngàn năm sau mà ngoái đầu nhìn lại, một đóa hoa thì điêu linh, còn một đóa hoa thì mới nở. Có phải chúng chính là một đóa hoa hay không? Điều này có rất nhiều cách nói, khó bề phân biệt rõ được. Thần sắc Diệp Phàm cực kỳ nghiêm túc, có kiếp sau hay không? Có phải có một phần linh hồn được khắc sâu vào trong một người khác, đi qua luân hồi hay không? hắn đã có được câu trả lời ngay trong giây phút này